ha, từng chi tiết từng con ốc luôn, từng con ốc zin đẹp ghê không ha. Cái này là zin của nó luôn nha anh em, zin của nó luôn. Xe này thì nói chung là không có đụng chạm gì nhiều, cũng không có độ chế gì hết đó, xuống niền câm nè, sạch sẽ, sơn zin còn anh em nha. Đó, những anh em nào mà tìm xe đi cài à, đi đi làm thì cái này thì quá ok đó. Đi xuống đi qua bên đây quay cho anh em xem, sơn xi zin hết, cặp lốc còn sơn zin hết anh em nha, cặp lốc còn sơn zin hết, đầu lồng đó, sạch sẽ gọn gàng, không có một tí xíu nhớt luôn. Quay xuống đây cho anh em xem, không có một miếng nhớt nha, không có miếng nhớt bậy bạ gì hết nha. Quay xuống lốc dưới luôn, em quay xuống lốc dưới luôn cho anh em xem, cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem đó ha. Đây nữa nè, nhìn từng cái chi tiết rất là đẹp luôn ha. Dàn áo thì không có, quay xuống đây, quay lên đây từng con ốc chi tiết ốc nha, quay cho anh em xem. Nước sơn dàn áo, nước sơn còn rất là đẹp. Cái màu xanh nhớt này nếu mà nói gì lúc ngày 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 trước đó nha, cái màu này rất là hot luôn, nó hot hơn màu đỏ, nó màu xanh nhớt này nó hot hơn màu đỏ đó. Quay chi tiết cho anh em xem. Bây giờ thì quá dễ thương rồi, chỉ có 14 triệu 500 thì nó quá ok anh em ha, quá ok luôn. Có cọc là có ship và tính thêm cái biển số nữa. Chưa tính cái biển số nha, cái biển số dễ thương lắm. Cái biển số này 3879 ha, biển 47. 47 hả? 47 là Đắk Lắk anh em. 47 là Đắk Lắk ha. Đó. Nhìn những chỉ nhìn nhìn những cái chi tiết trong này nè, nhìn những cái ốc ở đây khá là ok ha. Rất là ok luôn, chỉ có 14 triệu 500 ngàn thôi. Nhìn mấy chỗ này đó, không hề gãy, không hề cái gì luôn nha, không có một miếng gì là rất là ok, rất là đẹp ha. Sơn sơn zin nha anh em, cái này là sơn zin đó nha, chứ không có dặm hay là sơn lại đâu nha, chiếc này là sơn zin hết ha, yên cũng vậy luôn đó, rất là ok. Máy nè, qua đây cho quay cho anh em xem tiếng máy nè, tiếng bô nè. Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi chiều ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm nay lên cho anh em một em quay qua đây, quay biển số chứ đi, quay biển số cho anh em xem chứ đi. Anh em nào thích số nè, đó 3879. Hôm nay shop em lên cho anh em một em quay alpha lốc bạc nha, lốc bạc đó. Đi một vòng quýnh quýnh trong mấy chỗ này cho anh em ở xa xem ha, quay cho những anh em ở xa xem. Xe này là sơn zin nha, xe này là sơn zin, sơn si zin đó. Quay chậm chậm, quýnh chậm chậm cho anh em xem, cho mấy anh em ở xa xem. Một em alpha biển 47K63879 ha. Một cái xe mộc mạc, một cái xe mộc mạc phải nói là sạch sẽ gọn gàng, về cho anh em đi uống cà phê đi cài đều được hết anh em nha. Một em alpha đồ zin kha khá, phải nói là zin hết, nói chung là hình như là hầu như là zin hết luôn. À, mộc mạc xe này thì không có độ chế không gì hết, xe này là xe zin ha. Và em nó là phải nói là nói về cái độ tiết kiệm đi cài thì khỏi phải bàn, nếu nói về cái alpha này khỏi phải bàn rồi đó. Giờ mình chỉ bàn và giá thôi, thật sự bàn giá thôi. Qua bên đây quýnh, qua đây quýnh cái đồng hồ cho anh em xem đó, đó quay vô cho anh em xem. Thì tình trạng máy thì khỏi phải bàn rồi, mấy em alpha này thì anh em biết rồi, máy thì giống như là xe điện vậy. Và xe này là không có độ chế nha, xe zin nha anh em, không có độ chế gì hết đó. Qua bên đây quay cho anh em, điện đèn càng là đầy đủ ha, điện đèn càng là đầy đủ, không thiếu món nào hết đó. Anh em xem nè, nghe tiếng máy đã không anh em, anh em nghe được tiếng máy không? Thật sự mà những anh em mà chơi xe nghe tiếng máy là ghiền luôn. Ở đây những cái chiếc xe mình chơi là mình không có chế độ, mình chỉ chơi zin ha. Và xe này dành cho những anh em nào hoài niệm thật sự luôn, xe để đi cài đi uống cà phê ha, để gọi là sưu tầm từng ốc zin còn hết đó. Xe này thì thật sự là được một anh trai chia sẻ, một anh trai ấy là thích cái biển số này lắm, nhưng mà bữa trước có giao lưu với shop một em cúp ha, một em cúp để cho thằng bé nó đi học đó. Quay vô đây nè, quay vô cổ, qua số khung số máy cổ cho anh em xem. Xe này thì không, thực sự thì không có gì để review rồi, từ máy móc điện đèn càng xe về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi, không cần phải làm gì hết.
sườn sơn zin này nha, sườn sơn zin anh em. Quay xuống cái máy, máy này thì hình như là đã đụng chạm rồi anh em nha, xe máy đã đụng chạm rồi đó, không hề có một tiếng vọng, không hề có một tiếng hú nha, nó như xe điện, nó như xe điện anh em nha. Và khi mà mình nhìn á, khi mà mình xuống tới tận nơi mình lấy xe này thì thật sự là mình đúng mình nhìn cái biển số thôi, biển số quá dễ thương, 3879 đó. Những anh em nào mà thật sự mà thích cái biển số á, biển số này là khỏi phải bàn luôn, 3879 đó, số ông địa ông thần tài luôn. Quay xuống quýnh quýnh vô mấy cái này cho anh em xem đó, sơn zin hết, sơn zin nha, không có dặm không có gì hết nha. Niền thì xe này là đùm zin nè, niền này thì niền có thay rồi anh em nha, niền có thay rồi đó, cho anh em nghe tiếng máy, mình cứ để máy cho anh em nghe. Thì mình buôn bán thì anh em biết rồi ha, có sao thì mình để vậy cho anh em, không có qua đây quay rõ ràng cho anh em xem. Một anh alpha lốc trắng ha, lốc trắng. Và shop xin, shop cũng xin báo giá với anh em luôn ha, một em alpha biển số 47K6, giá của em nó là quên 47K6 3879, giá của em nó là 14.500.000, một cái giá cực kỳ dễ thương luôn, cho anh em đi cài thì uống cà phê. Và em này là gọi là siêu của siêu bền, siêu của siêu bền luôn đó. Máy móc anh em nghe đã không, sơn zin hết nha, xe này là sơn zin hết nha, không có dặm tốt gì hết. Tình trạng xe làm sao đó, mình quay rõ ràng, quay chi tiết cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem. Và bên shop em là có chuyên mua bán trao đổi ha, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe từ 6-7 cúp, anh em cần món nào, từ những phụ tùng luôn cũng vậy luôn, anh em cần món nào cứ việc alo cho shop em ha, ship toàn quốc hết cho anh em. Đây nè, sơn xi zin, mấy chỗ này là zin hết nha, từng con ốc zin luôn nè, quay ở đây cho anh em xem đó, từng con ốc zin luôn. Cái máy mình để cho anh em nghe nổ, anh em nghe luôn ha, cái máy như xe điện. Chủ xe đi kỹ lắm, tại vì những anh em, những người anh em mà chơi 6-7 cúp là thường những người ta chơi xe ta kỹ lắm, nên anh em ở xa cứ bị yên tâm ha. Mua những cái chiếc xe của những người biết chơi xe thì cực kỳ dễ thương luôn, với cái giá 14.500.000 cực kỳ dễ thương. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha, địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 hả. Một em alpha lắp bạc ở mình đang để ganh ti luôn, để nạt vài cái cho anh em nghe. Bô zin anh em, bô zin anh em nha. Đó, quay cho anh em xem từng chi tiết ha. Em sơn xi zin, một cái giá cực kỳ dễ thương luôn. Và thật sự là mình khi mà mình xuống mình lấy xe này á, thì mình chỉ nghĩ cái mình lấy cái biển số thôi, mình thích cái biển số thôi. Và khi xuống thì cái xe quá gọi là quá ok, quá chất luôn. Đó, điện đèn càng full đầy đủ phụ kiện, xe cực kỳ nhẹ luôn ha, xe thẳng băng, không có cái gì mà để chơi luôn anh em, không có gì mà để chơi ha, không có gì để chơi luôn nè. Nghe cái máy nè, đó, nhẹ nhàng như xe điện, 14.500.000. Và xe của bên shop em nha, tất cả các loại xe bên shop em đều có cọc là có ship xa anh em nha, đều có cọc là có ship xa cho anh em, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm. Và số điện thoại của shop em xin nhắc lại một lần nữa là 0909 00 0708 anh em ha. Những anh em nào mà trong phạm vi Sài Gòn có muốn ghé qua shop em, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, shop chuyên phụ tùng 6-7 và cúp. Cảm ơn anh em đã xem video, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật những cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Thank you.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.